Rồi, chào anh chị các bạn. Video trước tôi hướng dẫn anh chị các bạn mình cách mình làm cái footer xong rồi. Thì video này tôi hướng dẫn tiếp anh chị các bạn cách mình làm tiếp cái trang thứ hai, trang giới thiệu và trang liên hệ. Trang giới thiệu đây. Trang giới thiệu đây, mình thiết kế trang giới thiệu đây. Mình cũng sử dụng là Lesson to do ha. Rồi trang liên hệ cũng vậy, trang liên hệ mình có chèn cái bản đồ vô nè. Đó, chèn cái bản đồ vô. Thì làm như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ làm hai trang đó ha. Thì phần sau khi mình làm trang chủ xong rồi thì mình sẽ có nhiều kiến thức hơn. Thì cái video này tôi sẽ dạy cho một cách nhanh hơn. Tại vì mình đã có kiến thức rồi, biết rồi, khi mình nhìn vô mình sẽ có cảm nhận tốt hơn nha. Rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ quay xem trang giới thiệu và trang liên hệ. Các bạn nào chưa coi mấy video trước mà coi ngang cái video này thì phải coi lại video trước, trang giới thiệu, trang liên hệ tạo ra làm sao, rồi viết builder, lesson to do và như thế nào, phải coi lại mấy video trước, còn xem video này thì nó mới dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ vô trang giới thiệu. Trang giới thiệu hiện tại mình chưa có gì hết, bây giờ mình làm trang giới thiệu đúng không, thì mình edit, sửa trang, edit unit video, rồi sau đó mình mới vô lesson to do nè, bỏ này đi luôn, mới vô là add element, vô lesson to do. Rồi sau đó mình mới vô cái chỗ trang là bao hết, bao. Đó, sau đó mình chọn cái trang giới thiệu ở đây. Cái trang giới thiệu này tôi đang chọn cái mẫu này. Đó, vô đây, inbox. Ta. Rồi bỏ vô và sau đó tôi mới sửa lại. Tôi mới, sau khi tôi đổ vô rồi ha, tôi sửa lại. Rồi, trong thời gian chờ thì tôi sẽ qua đây để tôi coi cái nội dung bên này như thế nào. Đó, tôi sẽ sửa lại ha. Rồi, tôi sửa thay hình này lại, nó chuột vô, thay hình lại, hình này. Đấy nó, mình đổi lại hình đúng không? Cái hình này mà muốn nó chạy lên xuống như vậy là do vì do như nào? Do nó có cái parallax này. Parallax càng nhiều thì cái độ cho mà thấy độ chạy nó rất là cao ha. Rồi cái này mình để giới thiệu ha. Đó, đây mình để đây để mỹ phẩm Sakura nè. Đó. Đấy. Đó. Ok, bên đây là cái gì? Để hình mỹ phẩm gì đó đi. Chắc mới đi. Rồi mình kiếm hình bỏ vô, cái hình nào phù hợp mình bỏ vô. Ví dụ đây tôi bên này đi, ví dụ đây ha. Tôi sẽ lựa đại hình nào đó đây ha. Đây. Rồi bên đây. Chẳng hạn vậy đi ha. Rồi xuống đây thì mình chữ test này mình để chữ gì mình bỏ vô, cái test này mình ghi vô. Rồi cái này là bao nhiêu người dùng, bao nhiêu người, ví dụ là khách hàng. Rồi cái banner này, banner gì mình bỏ vô. Mình bỏ vô đúng không? Quan trọng là cái nội dung của mình bỏ vô như thế nào để mình có cái nội dung cho tốt ha. Cái này mình bỏ hình này đi chẳng hạn. Đó. Rồi. Đó. Rồi ví dụ vậy. Rồi đây hình này, hình này để hình này đi. Ở đây ghi chữ gì đây? Chữ là những cái khách hàng nói về contact 07 nè. Contact 07 chính là cái form liên hệ nè ha. Form last này ha. Đây liên hệ ha. Đó. Ok. Test. Đó là xong cái trang giới thiệu ha. Xong trang giới thiệu.
Rồi. Tiếp theo tới trang liên hệ ha. Tiếp theo trang liên hệ cũng vậy. Trang liên hệ thì mình cũng click vô liên hệ. Rồi chỉnh sửa video. Rồi mình cũng sử dụng lesson tutorial để mình đưa ra ha. Xóa này đi. Lesson tutorial. Lesson tutorial mình sẽ đưa ra là cái trang còn tìm cái trang còn tắt. Đây. Còn tắt mình sẽ còn tắt nào đây, còn tắt nhiều còn tắt đó thì chọn còn tắt này nhé. Rồi còn tắt xong rồi mình đổ vô, mình sẽ chèn cái Google Maps vô thay đổi thông tin liên hệ vô đây. Cái hình đây, cái hình đây mình sẽ đổi thành một hình khác nha. Cho media đổi một hình khác. Từng cái hình nào tươi xinh đổi vô cái hình bên này đi. Ok. Rồi. Mình quay giới thiệu bên đây, phần liên hệ bên đây coi. Mẫu bên đây họ làm như thế nào. Này bỏ vô cái một cái bỏ vô một cái session, mình bỏ session này đi, mình lấy ra ngoài đi cho nó gọn, cho nó dễ chứ. Tạm thời mình bỏ luôn cái rào đi đó, rất dễ vậy ha. Rồi rồi còn tắt form 7 đây, mình đưa vô còn tắt form last đi nha, đó, cho nó ra còn tắt form 7 đi. Rồi xong cái Google Map này, Google Map này mình phải có Google Map IBA mới được, cho nên tôi sẽ chỉ các bạn làm cái khác, bỏ Google Map vào đây luôn. Mình sẽ chọn Google Map khác. Google Map này mình chọn Google Map khác, dưới đây Google Map đây đúng không? Mình sẽ chọn Google Map khác. Sử dụng Google Map ha. Google Map. Chọn Google Map vô rồi sau đó mình chọn vô. Đó mình sẽ chọn vô, mình sẽ đưa, mình sẽ search vô là cái shop của mình ha. Ví dụ là tôi search trường kia này. Trường cơ động quốc tế Ken. Đó, thì tôi lấy cái địa chỉ trường Ken đây rồi tôi chia sẻ nhúng bản đồ, sau đó tôi lấy cái HTML này nhúng này vô, rồi sau đó tôi mới bỏ vô đây, tôi mới vào đây tôi mới add to column, add một cái test đó. Cái test này tôi sẽ đổi đoạn văn bản ha, tôi dán cái Google Map vô, cái code này phải dán vô cái chỗ màu đen này mới đúng. Đó, dán vô. Dán vô sau đó tôi chỉnh lại cái chiều ngang nó lại. Chiều cao, cái chiều ngang nè, ngang tôi để 100% ha. 100%. Rồi. Đó. Xong. Rồi. Cái chỗ mà đây tôi thấy nó ấy quá, tôi cho nó chiều nó ấy thôi. Tôi cho cái chiều cao của nó, chiều cao của nó, tôi chỉnh lại cái chiều cao của nó ha. Quay chiều cao. Apply nó trước đi. Rồi sau khi mình thêm cái Google Map vô đây rồi thì mình sẽ chỉnh lại cái template này nha. Mình chỉnh lại cái trang này, cái template là full width. Đó. Width cho nó đẹp hơn chút. Đó, rồi sau đó mình thay đổi lại những cái thông tin này là của công ty của mình hoặc là của cửa hàng của mình nha. Cái phần Google Map này mình chèn vô. Sau này tương tự như vậy mình cũng có thể chèn vô bất kỳ cái gì, chèn YouTube,
và chèn những cái gì liên quan tới nhúng mình phải chèn dạng này nha. Ừ. Rồi cái này mình cho nó có cái ba lát thì cho nó đẹp nha. Ba lát. Đặt cái ba lát lên cho nó đẹp. Mặt đinh này mình có thể cho cao lên chút xíu cũng được. 200. 100 là nhiều quá, mình cho ít thôi, 20 thôi, khỏi bắt trên luôn được, khỏi bắt trên luôn, vậy đi, rồi, lên nhiều quá, nó giãn ra cao quá, rồi, xong rồi đúng không, lên C, lên V, ở đây để mình coi lại coi cái trang liên hệ của mình đúng chưa, ok, trang liên hệ xong, quá đẹp, trang giới thiệu, cũng xong luôn. Đó. Cái sản phẩm cũng xong luôn ha. Đó. Rồi. Tôi vẫn làm đẹp. Rồi. Rồi kết thúc cái video đây, hẹn bạn chị video tiếp theo ha.